Mua đất 10 tỏi, ra ngân hàng nộp 1 tỏi để né và lách quy định của luật. Đây là sáng kiến của sự thiếu hiểu biết. Khi mà Kim Thanh Tài chia sẻ nội dung giao dịch bất động sản phải thanh toán qua cái hình thức là chuyển khoản ngân hàng được quy định tại luật kinh doanh bất động sản năm 2023, thì bạn Vũ Viễn tỏ ra không có hài lòng với quy định và bình luận rất là thiếu văn hóa. Quan điểm là quyền cá nhân của bạn, nhưng mà ý kiến của bạn có thể là gây hiểu lầm cho những bạn trẻ hiện nay. Một lần nữa thì Kim Thanh Tài xin chia sẻ với bạn như sau. Chúng ta có thể hiểu rằng quy định đó áp dụng cho kinh doanh, nghĩa là giao dịch bất động sản tại các cái dự án do doanh nghiệp sàn giao dịch mở bán thì tiền đặt cọc thanh toán theo tiến độ đều không dùng tiền mặt mà người mua chi trả qua tài khoản của bên bán. Việc này là nhằm minh bạch thị trường, chống thất thu thuế và bảo vệ người tiêu dùng. Còn giao dịch mua bán chuyển nhượng cá nhân với cá nhân thì không bắt buộc cái hình thức thanh toán. Còn cái chuyện mà bạn Vũ Viện nói là mua bất động sản 10 tỏi ra ngân hàng nộp 1 tỏi để chống đối lách né luật là không ăn nhập với nội dung quy định. Bởi bạn mua từ dự án thì chắc chắn là bạn phải nộp qua tài khoản đủ số tiền trên hợp đồng. Còn bạn mua từ cá nhân thì không ai bắt buộc bạn phải thanh toán như thế nào mà do hai bên tự thỏa thuận với nhau. Tuy nhiên kể cả giao dịch cá nhân, bạn khai báo giá trị chuyển nhượng không đúng, mua 10 khai 1, cứ cho là bạn công chứng được và khi mà xác định thuế thì vẫn phải khai lại, thậm chí là truy thu hoặc là phạt hành vi trốn thuế. Chưa kể là khi mà tranh chấp thì số tiền ghi trên hợp đồng công chứng cũng là căn cứ để mà phân xử. Nếu bạn không chứng minh được bạn đã trả số tiền thực của giao dịch thì tài khuyên bạn khi mà tiếp cận thông tin, hãy nghe kỹ, hiểu thấu đáo và suy nghĩ tích cực hơn, có văn hóa hơn. Từ đó thì cuộc sống của chúng ta sẽ tươi đẹp hơn các bạn nha.